Rồi, chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài liên quan đến bất động sản. Ngày hôm nay lên trang Cà Phê F có đăng một cái bài khá là hay các bạn. Một bài học liên quan đến quá khứ có cái tiêu đề Nhìn lại cơn sốt đất bất động sản trước khi thị trường rơi vào chu kỳ đóng băng 10 năm trước. 10 năm trước như các bạn biết vào năm 2011 á, bất động sản của chúng ta rơi vào thời kỳ đóng băng. Đây có thể nói là một thời kỳ đang tối nhất của thị trường bất động sản chúng ta. Từ năm 2011 đến năm 2013, bất động sản của chúng ta nhiều nơi nó rơi vào tình trạng đóng băng và giảm rất là sâu. Có những nơi giảm đến 30-40% có giá trị ban đầu. Thì ngày hôm nay người ta chia sẻ và người ta lấy cái dữ liệu của quá khứ á, và so sánh cái thực trạng ngày hôm nay á, người ta đưa ra một cái khuyến cáo rằng cái chu kỳ này bắt đầu từ năm 2021 á, liệu rằng có lặp lại giống như cái chu kỳ của 10 năm trước hay là không. Có khả năng thị trường của chúng ta đóng băng hoặc là thị trường của chúng ta băng bóng sụp đổ như năm 2011 hay là không. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một số nội dung như vậy các bạn ạ. À, trước hết chúng ta đi ngược lại quá khứ một tí các bạn. Năm 2008 này, lạm phát nước ta lên đến 22%, đất đai trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Dù có lúc chững lại nhẹ nhưng nhìn chung tổng thể giai đoạn 2008-2010, đó là khoảng thời gian mà các sàn giao dịch bất động sản mọc lên như nấm. Đó cũng là lúc mà giá đất được thổi phồng lên chóng mặt, vượt quá khả năng mua của phần lớn người dân. Đến năm 2010, thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận tăng chóng mặt tại nhiều khu vực. Chỉ tính trong vòng một năm từ 2009 đến năm 2010, giá đất nhiều khu vực ở Hà Nội tăng gấp 3 đến 5 lần. Điển hình như Ba Vì, khi nghe thông tin trung tâm hành chính quốc gia sẽ chuyển về Ba Vì, đã thổi bùng lên làn sóng săn hàng. Nhà đầu tư bất chấp mua ngay cả những lô đất không có pháp lý. Không ít nhà đầu tư kể rằng các lô đất rẻ đều thành đất vàng, tăng giá gấp 3 lần chỉ cách nhau có vài tháng. Một số nhà đầu tư còn sang cả đất rừng để đầu tư. Mà nói các bạn, khi con điên nó lên rồi là bất chấp tất cả các bạn. Đất rừng này như các bạn biết là đất nó không làm gì được ra, ngồi có việc các bạn trồng rừng ra thôi, không chuyển thành đất ở được. Đất ở mới có giá trị. Các bạn biết là cái cơn điên nó khủng khiếp như thế nào. Bất chấp tất cả các bạn, miễn sao có người đánh mua là được. Cái thời điểm mình nói các bạn, sau khi nghe trung tâm mình chính quốc gia về ở Vì, không biết cái tin này như thế nào mà thổi đánh rất là hay các bạn. Rất là nhiều người từ Hà Nội người ta ban lên tới Ba Vì, người ta sang lùng tất cả. Những cái làng xóm yên bình tự nhiên là nổi lên những cơn sốt đó. Thật là khủng khiếp các bạn. Trong khi đó, tại xã Cổ Đông Sơn Tây Hà Nội, thời điểm sốt đất năm 2010, một sào đất bán chưa đầy 200 triệu đồng bất ngờ lên đến 2,3 đến 3 triệu đồng một mét vuông. Các lô đất sát vị trí mặt đường cũng tăng lên đến 55 triệu đồng một mét vuông. Cơn sốt đất còn đổ bộ tại khu vực Tây Hà Nội như Hoài Đức. Giá đất tại đô thị Tăng Tây Đô rao bán đầu năm là 22 triệu đồng một mét, đến cuối năm đã lên 60 triệu đồng. Có nghĩa là gần gấp 3 các bạn. Dự án Lê Trọng Tấn ghi nhận mức giá 50 triệu đồng một mét các ô liền kề, sau đó tăng vọt lên 100 triệu. Như vậy là gấp đôi các bạn ạ. Cách đây 10 năm số tiền như vậy là rất lớn các bạn. 100 triệu đồng tại thời điểm đó là bằng bây giờ là hơn 200 triệu đó các bạn. 100 triệu đó lớn ghê lắm các bạn. Số tiền đó hồi đó ở Đà Nẵng mình vào mua được một lô đất á, tại khu vực của mình nhớ 2009 mình làm nhà, một lô đất đường 5 tháng 5 người ta bán chỉ có 150 triệu, rất là rẻ. Mà trong khi cơn điên sốt đất ở Hà Nội, một mét vuông mà bán tới giá 100 triệu đồng, có nghĩa là một mét vuông đất ở đây là bằng một lô đất ở khu vực chỗ mình 100 mét vuông đó các bạn. Đến tháng 10 năm 2010, Bộ Xây dựng trình Chính phủ dự thảo mới nhất về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Trong đó giữ nguyên trục hồ Tây Ba Vì và trụ sở các bộ ngành xây mới sẽ được đặt tại Mỹ Đình. Tai hồ Tây, cơn sốt đất lại bùng nổ ở Mỹ Đình. Các bạn thấy không? Khổ dễ sợ.
mấy anh bộ xây dựng này anh đạt tùm lum tà la hết trơn. Hiện bây giờ tất cả các bộ ngành là vẫn ở trung tâm, nhưng mà đó anh đề xuất, cứ anh đề xuất ở đâu là chỗ đó lên những cơn sốc liền các bạn. Hết ba vì rồi anh chạy về ở ở Mỹ Đình tay hồ tay bế cho mấy anh đi luôn á. Không biết là anh ngồi anh nghĩ là hình như đất của nó chưa sốc hay sao á. Giá đất ghi nhận ở đường Lê Đức Thọ ở xã Mỹ Đình Từ Liêm từng lên đến 360 triệu đồng một mét vuông, đắt ngang với đất phố cổ. Các bạn thấy không, ở huyện Từ Liêm mà làm sao bàn phố cổ Hà Nội mà thời điểm đó các bạn biết nó lên 360 triệu đồng một mét vuông. Tại vì người ta kỳ vọng là những trụ sở các cái bộ ngành này nó dời về ở đây cho nên chắc chắn là giá sẽ cao. Là các bạn biết cái kỳ vọng của những nhà đầu tư nó mãnh liệt như thế nào. Đắt ngang phố cổ. Phố cổ như các bạn biết là một cái khu phố đã hình thành cả ngàn năm đi rồi mới có một cái giá như vậy. Mà sau khi nghe thông tin như vậy là các bạn biết nó đẩy giá lên thật là khủng khiếp. Giá đất tại ngõ ở làng Phú Đô, Tân Mỹ, Nhân Mỹ, Phú Mỹ, Đình Thôn cũng dao động từ 70 đến 100 triệu đồng một mét. Vị trí trong ngõ giá từ 40 đến 50 triệu đồng. Các bạn biết trong ngõ các bạn, trong ngõ là đi xe máy thôi mà giá đã 40-50 triệu đồng rồi. Đó, giá của năm 2010-11 các bạn biết to cỡ nào. Cách đây 10 năm số tiền như vậy rất là lớn các bạn. Giá đất tại khu vực Mễ Trì cũng liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, cả nơi tăng đến 80 triệu đồng. Trong khi đó, đầu năm 2010 giá đất ở nơi đây chỉ 30 đến 40 triệu đồng. Có nghĩa là tăng gấp đôi hết các bạn này. Một số khu vực quận nội thành Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng đất từ 500 đến 700 triệu đồng một mét. Bạn thấy không? Mức giá này đã hình thành cách đây 10 năm rồi. Nếu không xuống tiền nhanh thì sẽ mất cơ hội sinh lời. Đó là lời truyền tai nhau của các nhà đầu tư và môi giới. Thế nhưng cuối năm 2010, bước sang năm 2011, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại và rơi vào đóng băng. Chính sách siết chặt tín dụng cùng với thông tin quy hoạch được công bố rõ ràng đã khiến thị trường rơi vào đóng băng vào lao dốc một cách nhanh chóng. Thị trường địa ốc bắt đầu xuất hiện tử huyệt chôn vùi khoản tiền khổng lồ của các nhà đầu tư thích đấu đảo quy hoạch lướt sóng. Các bạn thấy không? Sau khi tung cái thông tin gọi là các bộ ngành chuyển về Ba Vì, hết chuyển về Ba Vì là chuyển về Mỹ Đình, nơi đó bùng lên những cơn sốc thật là khủng khiếp, kế theo một dòng tiền khổng lồ chảy về những khu vực đó. Thì sau khi thông tin đính chính lại rõ ràng, có nghĩa là không có quy hoạch như vậy nữa, thì dường như cơn sốc này nó chìm rất là nhanh và nó xì rất là nhanh các bạn. Và thị trường bất động sản lao dốc. Những ai đầu tư tại thời điểm đó mà không rút ra một cách nhanh chóng là dường như thua lỗ rất nặng các bạn. Nhìn lại kịch bản của thị trường bất động sản hiện tại, với cơn sốc đất chạy theo quy hoạch, không biết nhà đầu tư chuyên gia thận trọng dự báo về diễn biến có thể lặp lại kịch bản hơn một thập kỷ trước. Nhưng diễn biến có thể nhẹ hơn, nhất là khi một số khu vực cũng đang tan ngão trước thông tin quy hoạch trên thị trường. Đó, một số thông tin các bạn nhớ lại quá khứ. Qua cái bài này mình nghĩ những người viết này đã kỳ công thu thập lại một số thông tin đó các bạn. Thấy mình rất là hay đó. Những người đã từng kinh doanh bất động sản cách đây hơn 10 năm, có nghĩa là năm nay thành lão làng rồi, đã sống qua một cái giai đoạn, một cái thời kỳ thăng hoa của thị trường bất động sản Việt Nam như thế nào, rồi chứng kiến cái thời kỳ bong bóng bị nổ như thế nào. Rất là nhiều người được tiền nhưng sau đó không giữ được tiền các bạn. Rất là nhiều người đã trở về bàn tay trắng. Thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ với các bạn như thế này. Thì bây giờ những cái cơn sốc đất của những ngày trước á, liệu có còn lặp lại và có nổ bong bóng có xì hay là không, hoặc là những người đấu đảo quy hoạch có trả một cái giá quá đắt như những nhà đầu tư kỳ cựu đã từng đầu tư cách đây 10 năm hay là không. Thì qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ với các bạn như thế này. Mình nghĩ rằng cái thời điểm hiện bây giờ mà xảy ra cái tình trạng sốc nóng và bùng nổ rồi bể bong bóng như năm 2011, điều đó mình nghĩ hiện bây giờ rất khó xảy ra các bạn. Tại vì bây giờ tình hình kinh tế, chính trị và nguồn lực của hai thời điểm là khác nhau. Khác nhau rất là xa các bạn. Như các bạn biết, cái chu kỳ bất động sản của chúng ta từ năm 2000 cho đến năm 2010 là tín dụng của chúng ta tăng rất là cao. Trên 30%.
Có nghĩa là chúng ta lấy tăng trưởng tín dụng để làm cái đòn bẩy để tăng trưởng GDP. Trong vòng 10 năm ròng rã chúng ta tích lũy một lượng tiền rất là lớn, phải nói là khổng lồ các bạn. Cho nên cơ bản nó cũng đã hình thành nên bong bóng tài sản rồi. Các bạn nhớ là cái thời điểm đó à? Rồi năm 2007 Nhật Bản biết là khủng hoảng tài chính thế giới bắt nguồn từ nước Mỹ á, sau đó lan rộng ra toàn cầu. Đến năm 2009 mà chính phủ Việt Nam của chúng ta có một cái gói kích cào rất là lớn, hơn 100.000 tỷ đồng đó, gọi là những gói hỗ trợ lãi suất á. Trong đó có một cái dòng tiền rất là lớn chạy ngược vào bất động sản, làm cho thị trường bất động sản nổi lên những cơn sóng. Thời điểm này nó rất là trùng hợp ở Hà Nội công bố những quy hoạch, quy hoạch như mình nãy nói các bạn đó, đưa những cái bộ ngành về Hà Tây với về Mỹ Đình đó, nó rất là trùng hợp nha các bạn. Cùng với cái gói kích cầu của chính phủ nữa, cho nên là thời điểm này đất nó sốc thật là khủng khiếp các bạn. Những ai mà sống cái đoạn đó là đất nó lên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Trong một thời gian rất là ngắn, giá nó tăng gấp 3, gấp 4, gấp 10 lần là chuyện bình thường các bạn. Hồi đó các bạn mà về Ba Vì hay là Hà Tây gì đó là người ta bán cả đất rừng. Đất gì bán được là bán. Nó nôm na các bạn hiểu là như vậy. Cho nên trong một thời gian rất là ngắn như các bạn biết, cho đến cuối năm 2010 và đầu năm 2011 là dường như tất cả mọi nguồn lực của chúng ta đều tấp vào đất đai đang rồi. Khi mà vẫn bán nó bơm lên như vậy là đến thời điểm nó sẽ nổ thôi các bạn. Và chính thức đến năm 2011 là nó nổ. Nó nổ là nó có hai nguyên nhân, tờ báo này người ta viết chưa kỹ đâu các bạn. Thứ nhất là thông tin lại là không có cái chuyện những bộ ngành chuyển về Ba Vì hay là chuyển về Mỹ Đình là chính xác rồi. Một phần nữa như các bạn biết là chính phủ siết chặt tín dụng. Thời điểm đó như các bạn biết là lạm phát của đất nước của chúng ta lên rất là cao. Lúc đó là lên đến 20 mấy% rồi. Chính phủ siết chặt tín dụng, nâng cái lãi suất ngân hàng lên. Có nghĩa là cái lãi suất đầu vào của chúng ta là 20% và cái lãi suất đầu ra của chúng ta là 25, có thời điểm là lên đến 28%. Lúc đó các bạn hãy tưởng tượng là người dân bán bất động sản để gửi ngân hàng. Tại vì gửi ngân hàng là một năm là có 20 đến 22, thậm chí có ngân hàng là đầu vào đến 25%. Các bạn hãy tưởng tượng kinh doanh cái gì để ra 25% một năm. Thời điểm đó như các bạn biết là những cái năm trước thị trường bất động sản có lợi nhuận rất là cao. Nhưng mà sau khi ngân hàng tăng với một lãi suất như vậy thì bất động sản cũng thua các bạn. Và đặc biệt các nhà đầu tư này, rồi những cái doanh nghiệp vay mà để đầu tư bất động sản dường như là phá sản các bạn. Tại vì người ta không thể chịu nổi với một cái lãi suất như vậy. Ở năm đó nói các bạn là rất nhiều nhà đầu tư liên quan đến bất động sản phá sản. Mà không riêng gì những người làm bất động sản, tất cả các ngành sản xuất khác mà lỡ vay ngân hàng rồi thì cũng bị bể như nhau. Phá sản hoàn toàn hết các bạn. Còn thời điểm này mình nghĩ có những cái hoàn cảnh rất là khác các bạn. Các bạn biết từ năm 2014 á, kinh tế của chúng ta đã dần hồi phục. Bình quân tăng trưởng tín dụng từ năm 2014 cho đến năm 2021 bình quân tăng trưởng là 14% một năm. Như vậy là cái tín dụng của chúng ta tăng không có cao. So với thời điểm trước đó 30% là một con số rất là nhỏ, bình thường thôi các bạn. Cho nên các bạn biết là cái lạm phát của chúng ta trong suốt thời kỳ đó nó tầm khoảng 4% một năm thôi. Và đặc biệt dịch Covid đầu vừa rồi cái lãi suất ngân hàng của chúng ta cũng rất là thấp. Đầu vào là chỉ có 4-5%, cho vay ra thì tầm khoảng trên dưới 10% gì đó. Với một cái mức lãi suất như vậy thì các nhà đầu tư người ta vẫn tiếp tục người ta vay, người ta đầu tư chứ chưa tới mức bể bong bóng đâu các bạn. Từ năm 2022 các bạn biết là đất nước của chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái, thì chính phủ chúng ta phải tiếp tục bơm tiền để cứu trợ nền kinh tế, gọi là kích thích nền kinh tế đó. Thì có kích thích này nó không lớn như kỳ vọng. Trước đây chúng ta vẫn thường nghe những gói đề xuất là có khi là trên 800.000, nhưng hiện bây giờ chính thức cái gói đó khoảng 350.000 tỷ thôi. Có nghĩa là chính phủ của chúng ta rất là thận trọng, đi từng bước một để không xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản giống như 10 năm trước. Có nghĩa là cố gắng hướng những cái dòng vốn vào sản xuất, vào những ngành tạo ra giá trị, tạo ra cái sức lan tỏa cho thị trường. Khi nền kinh tế dần dần hồi phục thì bất động sản nó sẽ dần dần hồi phục, nó sẽ phát triển theo.
cho nó khác so với 10 năm trước. 10 năm trước có nghĩa là người ta chạy ngõ trước ngõ sau á, người ta chuyển cái dòng vốn nó chạy trực tiếp vào trong cái ngành bất động sản luôn, cho nên nó gây nên bong bóng bất động sản. Cho nên mình nghĩ cái thời điểm này mà nó hình thành bong bóng bất động sản để bể giống như 10 năm trước, điều đó mình nghĩ không thể xảy ra các bạn. Bất động sản nó sẽ hưởng lợi từ những gói đầu tư công, đặc biệt là sự phát triển về hạ tầng. Đó thì qua cái bài này mình có một vài em chia sẻ thêm với các bạn như vậy. Các bạn phải hết sức yên tâm đi đầu tư bất động sản ạ. Đừng có nghe một số chuyên gia hay một số tờ báo người ta nói bong bóng này nọ, người ta cũng chưa hiểu hết vấn đề đâu các bạn. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Chứ không phải nghe bong bóng là mình bán tháo tài sản là thiệt thòi các bạn. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.